Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy đang lạc vào cái vườn cây tuyệt đẹp của anh Hoan tại thành phố Lào Cai. Và trong những cái thước phim trước thì Bà Sa Đa Huy cũng đã chia sẻ cho quý vị ngắm cái dàn cây quý của anh rồi. Nhưng trong cái thước phim này thì Bà Sa Đa Huy sẽ có một cái tác phẩm, một cái cây rất là quý để trò chuyện và chia sẻ cho quý vị. Cái cây đó thì cũng mới về vườn anh Hoan đâu đó khoảng một năm, gần một năm thôi. Thì một cái cây cũng khá là nổi tiếng, đó là một cái cây có tên là hổ phụ sinh hổ tử. Thì cây đó là ngay trước mắt quý vị, một cái tay của cái cây dấu ấn thời gian. Và quý vị biết là cái dòng gen quý thừa hưởng từ dấu ấn thời gian. Và một cây đồ quý này đã về vườn anh Hoan. Và quý vị sẽ được trò chuyện với anh Hoan để biết, để hiểu sau khi về vườn anh Hoan thì cây được lột xác như nào quý vị nhé. Anh Hoan ơi, anh có thể cho em và quý vị khán giả được biết đến hổ phụ sinh hổ tử là về anh được được một năm chưa nhỉ anh nhỉ? Về mình được hơn một năm rồi đấy. À hơn một năm. Hơn một năm. Thì cây này thì anh mua của em Linh Nga đúng không anh? Cây này mình lấy lại của anh Cụt. À rồi. Thế là anh Quốc Anh là mua của em Linh Nga. Đúng rồi. Xong rồi về anh mua lại của anh Quốc Anh. Đúng rồi. Thế là cây này mua của anh Quốc Anh quý vị nhỉ? Được hơn một năm rồi quý vị ạ. Và cây này thì tuy chưa hoàn thiện, chưa xong, nhưng cũng đã đi chơi ở nhiều cái cuộc trưng bày phôi rồi. Đúng rồi. Phôi VIP rồi. Đúng rồi. Và sau khi về anh hơn một năm thì anh về thì anh chỉnh sửa những cái gì cho cây anh? Cây này trước thì mình nó ở chậu khác, mình thay chậu. Chậu thay khác chậu này. Mới mình thay cái viên đá. À vâng. Ừ. Ngày xưa thì ở trên cái viên đá kia thì nó to hơn một chút, cảm giác nó to hơn một chút. Vâng. Mình cho viên này nó nhỏ hơn. À. Về anh là anh thay chậu này và làm lại đá đúng không? Đúng rồi, làm lại đá gọn gàng lại tí. Thì kính thưa quý vị là em nhớ hổ phụ sinh hổ tử là cũng có cái giai đoạn là về với anh Sử Ba Tháng anh nhỉ? Ờ đúng rồi, từ nhà chú Cường là về nhà anh Sử. Từ nhà chú Cường này. Xong về nhà anh Sử này. Xong là hình như sang nhà anh Cường Cổ Loa hay sao ấy. À. Xong bắt đầu mới về nhà Linh Nga. Cũng qua rất nhiều nhà vườn lớn rồi. Đúng rồi. Xong lại về anh Quốc Anh. Xong này không, anh Cường hay là anh Hưng Bắc Hồng. À. Hai một trong hai anh. Nghĩa là có một về một cái anh nữa xong mới đến như em Linh Nga, đúng không? Đúng rồi. Và hiện nay thì về anh vườn anh Hoan Lào Cai rồi. Khả năng là về với vườn anh Hoan này là cái địa điểm chắc sẽ ở được sẽ lâu. Ở lâu nhất đúng không? Sẽ ở lâu đây. Mà lâu bao nhiêu thì chưa biết nhưng mà khả năng là sẽ ở lâu. Chắc là sẽ ở lâu lâu đấy. Ít nhất thì cũng phải để chờ đến lúc hoàn thiện xong. Cây này thì cái quyết định mua cái cây này thì anh ấp ủ lâu rồi hay là anh cái quyết định mua nó bất chợt thôi? Nó cũng bất chợt thôi. Yeah. Thực ra thì cây này mới đầu ý định của mình thì không phải là mình mua cho mình, mà mình có một anh bạn ở trên Lào Cai, anh cũng mới chơi cây mà anh cũng bỏ ra nhiều tiền để mua đấy. Vâng. Cũng mua nhiều cây thì mình bảo thế nếu anh thích thì để em mua, anh em tư vấn anh mua cái cây hổ phụ sinh hổ tử này. Vâng. Ra cây này em thấy nó cũng quý mà nó cũng tiềm năng ấy. Vâng. Cái giá trị lúc mình mua nó cũng hợp lý. Thì là sau là anh chơi là nó sẽ có được cái tên tuổi, với hai là có được cái sau nó sẽ có được cái thu nhập. Dạ vâng. Giá trị kinh tế mang lại nó sẽ nhiều đấy. Nhưng mà anh nghĩ nào anh lại không lấy. Vâng ạ. Anh không lấy thì mình bảo thôi, nếu mà anh không lấy thì em lấy, vì thực ra cây này nó cũng quý. Nên là mình cố gắng mình lấy được thì là tốt. À, cũng thôi lại quyết tâm lấy về. Vâng. Lấy về cái thì mình cho anh em mang đi làm lại đá mới thay chậu luôn. Vâng ạ. Ừ. Mình lấy ở nhà anh Cụt về một phát là mình chuyển sang nhà bạn Phúc luôn. Để thay luôn cho mình chậu mới sửa lá mình luôn, xong mình mới mang về đây. Vâng ạ. Ừ.
Thực đá ra thì thì anh em người ta mới chơi, người ta chưa cảm nhận được, cho nên là mình tư vấn nhiều lúc cũng khó ấy. dạ Nhưng mà vâng thực sự là đến một lúc nào đó thì các bạn, các anh em nó sẽ phải rất là tiếc, bởi vì nó thực sự quý mà. Trên thị trường mình muốn tìm những cái sản phẩm như này khó lắm, đúng rồi, không dễ đâu. những người am hiểu cây thì nhìn những cái đồ như này và biết những cây này thì ai cũng phải công nhận là rất là quý. Và chúng ta sẽ chờ đợi một cái tương lai của hồ phụ sinh hồi tử trong mấy năm tới. Cái lộ trình xây dựng của cái tác phẩm này thì anh Hoan dự kiến khoảng mấy năm nữa thì xong ạ? Chắc là khoảng 3 năm nữa rồi là họ xong hết rồi mà Vâng, 3 năm nữa. em. Nó cũng hòm hòm rồi. Mình nhìn thấy những cái nét đá mới này, ta chiêm ngưỡng. Có những cái bước thay đổi cho tác phẩm rất là nhiều. Nhìn Biểu cái cục lưu này nhỉ. Lưu cơ địa. Mà quý vị biết là dấu ấn thời gian thì cũng có rất nhiều những cái điểm nhấn ở những cái lưu cơ địa này mà làm hút hồn quý vị. Thì hồ phụ sinh hồi tử cũng có được cái gen đó, gen quý đó. Đây là cái tay một nhỉ anh nhỉ. đúng rồi, tay Tay một một của dấu tay ấn thời một gian. của thế giới thời gian. Thì hôm nay Bà Sa Đa Huy có mặt ở vườn anh Hoan để chia sẻ cho quý vị. Và khi đến vườn anh Hoan thì ấn tượng với rất nhiều cây. Thì trong đó có cây mới, đó là cây hồ phụ sinh hồ tử. Thay đổi rất nhiều thì Bà Sa Đa Huy chia sẻ cho quý vị để quý vị thấy được những cái bước phát triển, cái sự thay đổi của tác phẩm này. Và chúng ta sẽ chờ đợi một cái tương lai thời gian nữa, khoảng vài năm nữa hoàn thiện thì lúc đó sẽ đẹp thế nào, ấn tượng thế nào. Một cái cành hoành, cái cành này cũng là một cái điểm nhấn của cái cây này đây anh nhỉ, sẽ thể hiện những cái nét phiêu của cái cây này. Và sau này thì cành hoành này anh định diễn nó rộng đến đâu anh? Của mình thì thực ra cái cành, cái cây này thực ra dáng này nó cái dáng nó hơi nghênh phong. Mình phong đúng không? Thì cái cành này chắc là mình sẽ kết thúc đây, còn mình muốn diễn tiếp cái cành này về đây cơ. Mình muốn diễn thằng này về đây nhỉ, đuổi theo cho nó kéo lại cái sự cân bằng. Rồi rồi. Chứ mình lại không diễn tiếp ra thằng này. À không 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 muốn diễn bên kia. Không, mình nhìn đến đây thôi, Rồi còn rồi. lại mình diễn thằng này. Thế cái đề cành này thì mới là cái cành mà nghênh phong, với cành mới mới là cái cành phóng này, đúng Cái không? này cành hồi lưng, Hồi còn lưng. cái này cành diễn nó nghệ thuật, người La đà cành một chút chiếu đúng thủy không? la đà sau La đó. đà. Rồi rồi rồi. Thế là có cái cách thức xây dựng khác một chút đấy. Đúng rồi. Bởi vì khi trước kia Em nghĩ là ra đây tiếp đúng không? nói chuyện với em Linh Nga thì cũng có những cái ý tưởng sau này là xây dựng tiếp À, ra đằng tiếp cái này. này. À rồi. Và cũng nhiều anh em là cũng nghĩ là sẽ cái cành này sẽ diễn tiếp để cho già ra. Nhưng mà anh Hoan Mình lại đuổi về đây. thì cái tầm chỗ này là kết thúc được quý vị ạ. Bởi vì nếu mà diễn dài anh Hoan nhỉ, nếu mà xây dựng cái này dài ra Càng dài thì nó lại thì lại càng phải nuôi nuôi cái này để nuôi nuôi cần lâu hơn để cho nó đúng với tỷ lệ. Còn mình kết thúc ở đây thì cũng đã là ok rồi, tỷ lệ thế này là ok. Cái thông lên được mà. Càng dài nó càng làm cho nó cây nó chênh vênh quá. Dạ vâng. Thế Mấy thưa quý hay vị, làm cho nó lạ lạ đi. hôm nay Bà Sa Đa Huy chia sẻ cho quý vị tác phẩm Hổ Phụ Sinh Hồi Tử. Và quý vị cũng biết được những cái thay đổi của tác phẩm và những cái lộ trình sắp tới của tác phẩm. Và những cái thay đổi đó thì theo thời gian Bà Sa Đa Huy sẽ có dịp lên Lào Cai sẽ chia sẻ cho quý vị. Và đến đây thì Bà Sa Đa Huy cũng xin được chào anh Hoan nhé, anh Hoan nhé. Ok, xin chào, chào anh Anh em, Hoan chào cả nhé. nhà. Và chào tất cả quý vị. Và xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.